235 thiên. Ngày 235. Xin hỏi chỗ này có phòng thủ đô hay không? 请问这里有没有试衣间? 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 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Nhận được lời mời kết bạn. 收到好友申请. 假三法卡布奇诺. 绿茶和卡布奇诺. Dự định. 打算. Alo. 喂. Hiệu quả quả thực cực kỳ tốt. 效果确实非常好. Đến cả người bản địa. 连本地人. Đã ăn bài xong rồi, đã sắp xếp xong rồi. 已经安排好了. Bữa tối. 晚餐. Thời tiết mát mẻ. 天气凉快. Bên trong có cái siêu thị. 里面有个超市. Bên trái sẽ có cái bãi để xe dưới hầm, hay bên trái sẽ có cái hầm để xe. 左边会有个地下停车场. Tìm vất vả quá. 找得好辛苦. Đáng yêu. 可爱. Xinh đẹp lắm mà. 挺漂亮 mà. Hoàn toàn quên mất sự tồn tại của chúng nó rồi. 完全忘记它们的存在了. Trừ chén trà. 除了茶杯. Quần áo truyền thống, y phục truyền thống. 传统衣服. Chất liệu vải sờ vào. 面料摸起来. Kiểu dáng. 款式. Ngắn một chút càng đẹp mắt hơn. 短一点更好看. Lên người. 上身. Phòng thử đồ. 试衣间.